Alo alo, xin chào cả nhà. Hiện tại thì Kylie cùng với tất cả mọi người trong đoàn đang đi đến thành phố nổi Venezia ở Italia. Ây da, nóng quá. Giới thiệu với mọi người, đây là thành phố nổi. Hai kim phương trường, kim phương trương. Anh Duy giới thiệu đi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Thanh Duy và Kylie cùng với lại đoàn đi tới thành phố Venezia, thành phố nổi tiếng nhất của Italia. Đẹp lắm. Ở đây đa phần mọi người sử dụng bằng thuyền hết, xuồng đâu mà xuồng. Thuyền. Tàu với thuyền. Tất cả các giao thông giao dịch bằng tàu với thuyền hết. Trời đó. Đó mọi người thấy không? Đây nè, giao thông nè. Đó. Bây giờ chúng tôi đang đi xuống. Đây là ông ngoại. Đó, ông ngoại đang đi từ từ xuống. Ở thị điểm qua. Đó, ở thị điểm qua. Ngoại nè. Dạ, chào. Ok. Đây là thanh niên mới lớn, chưa có giấy chứng minh nhân dân, mặc cái quần nè, đó đây giờ. Hơn nó đổi giày rồi. Diễn viên TVB, LCC. Đó, mọi người thấy không, cái cầu đi ngang qua, bắt ngang qua đi bộ qua đẹp không? Ở đây rất là đông du khách nước ngoài đến. Lần đầu tiên Kylie đến Italia và thấy thành phố nổi ở trên sông rất là đẹp. Vô đây nó hơi bị tối chút, và đi ra đây nè để cho mọi người thấy nè. Đó, tất cả mọi thứ đều di chuyển bằng tàu với thuyền. Đó, em quay lại cho tao thấy nè, đây. Đi sáng ra đây. Đó, mọi người thấy không? Dẫn mọi người tham quan một vòng nha. Đó, mọi người thấy không? Đây là những ngôi nhà cổ. Thành phố này là thành phố trong phim Điệp Viên 007. Casino Royale. Đó, quay qua quay lại. Ok. Cảm ơn mình đã cho wifi đến live stream. Thanh niên mới lớn. Những gì Việt Nam phải stream lắm. Đây và đoàn của chúng tôi đây. Đó, vị thấy không? Ghê chưa? Đây là cảnh trong phim 007. Thành phố này là thành phố cảnh trong phim 007 lúc mà 007 bị bắn chết. Chị Liên kìa. Ô, cô Liên. Liên ơi, Liên ơi, Liên ơi. Wow, mọi người thấy chưa? Liên khỏe không Liên? Thành phố nổi của Italia. Qua Mỹ gặp Liên nha. Kết thúc nha, kết thúc nha. Tạm thời chào mọi người, bởi vì nắng quá chúng tôi đi ra một cái nơi khác quay rồi báo lên tiếp nha.